Dạ, con xin kính thỉnh sư Pháp Thanh cho chúng con buổi pháp ngày hôm nay ạ. Con kính xin dâng mic đến Ngài để Ngài thử mic, rồi sau đó con sẽ đọc phần chánh kinh ngày hôm nay. Kính chúc đạo tràng một pháp được an vui tấn hóa. Dạ, con kính mic đến thượng tọa Pháp Thanh ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính lễ ngài trí đức và chào tất cả quý tôn nữ và quý phật tử. Hôm nay thì chúng ta cũng tiếp tục học trong cái phần tương ưng bộ kinh phẩm thứ hai, cái bài số 3 là đại thực. Nếu mà được cảm ơn cô Như Quang bóp bài và cô Pháp Môn Lào Cai Quan Hỷ đọc phần chánh kinh, và sau đó sư sẽ giải thích câu Phật ngôn này. Mời quý vị. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sa thú ạ. Con xin thay mặt đạo tràng đọc phần chánh kinh ạ. Kinh tương ưng Samyutta Nikaya chương 3, tương ưng Kosala phẩm thứ 2, Ba La Mã đại thực ăn nhiều. Chú ở Sa Quát Thí, lúc bấy giờ vua Pá Xê Ná Đí nước Kosala thường ăn bữa ăn thịnh soạn. Rồi vua Pá Xê Ná Đí nước Kosala sau khi ăn xong no đủ thỏa thích đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn sau khi biết vua Bát Xê Ná Tí nước Kosala đã ăn xong no đủ thỏa thích, ngay lúc ấy nói lên bài kệ: con người thường chánh niệm được ăn, biết phải chăng chừng mực thọ mạnh, già chậm tuổi thọ dài. Lúc bấy giờ thanh niên Bà La Môn Su Đá Xá Ná đứng sau lưng vua Bát Xê Ná Tí nước Kosala. Rồi vua Bát Xê Ná Tí nước Kosala gọi thanh niên Su Đá Xá Ná: này bạn, hãy đi đến và học thuộc lòng bài kệ từ Thế Tôn, và trong khi dọn ăn cho ta, hãy đọc lên bài kệ ấy, ta sẽ cấp thường nhật cho ông 100 đồng tiền vàng. Thưa vâng đại vương, thanh niên Suddhasana vâng đáp vua Pasena Đí nước Kosala: học thuộc lòng bài kệ này từ Thế Tôn, và trong khi dọn cơm cho vua Pasena Đí nước Kosala, đọc lên bài kệ này: con người thường chánh niệm được ăn, biết phải chăng chừng mực cảm thọ mạnh, già chậm tuổi thọ dài. Rồi vua Pasena Đí nước Kosala tuần tự hạn chế cho đến khi chỉ ăn nhiều nhất là một na lý ca. Vua Pasena Đí sau một thời gian thân thể được khỏe mạnh, tự tay thoa bóp chân tay và nói lên lời cảm hứng sau đây: ôi, thật sự Thế Tôn đã thương tưởng nghĩ đến lợi ích cho ta cả hai đời hiện tại và vị lai. Dạ, phần chánh kinh con đã đọc xong, con xin kính dâng mic trên ngài để ngài thuyết giảng bài chánh kinh ngày hôm nay ạ. Dạ, sa thú. Con kính cảm ơn cô Như Quang đã cho bài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Cảm ơn cô Như Quang đã bóp bài và cô Pháp Môn Cài đã đọc phần chánh kinh. Trước khi vào thời giảng giải chia sẻ Phật pháp, kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị lắng tâm thanh tịnh để bái tâm bảo một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thamma Giá, Nam mô Sangha Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo. Phật Bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài đi diệt tận vô minh nhiều phiền não, ngài đã bày gãy bánh xe sanh tử ngồi, là thầy cha chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là phương lương dược ngăn trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh.
Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc, Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Phúc báo tán dương ân đức Tăng Bảo, kính cầu mong chư tôn đức Pháp Thải Căn An chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống hiện tại. Cầu mong tất cả chúng sanh sớm thoát khỏi khổ đau thiên tai dịch quả, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Thì cái câu chuyện ở trong cái câu số 3 này á, là nói về cái ăn nhiều. Thì vua Bassanadi khi mà không có kiềm chế được cái ăn uống của mình á, thì vua, cái thân hình của vua rất là to lớn mập mạp. Rồi khi mà đi đến ngồi nghe Đức Thế Tôn giảng thì ông này hay bị hôn trầm, hôn trầm. Rồi ông ta mới nói lên là không biết làm sao mà mình là cứ mỗi lần nghe pháp là nó bị hôn trầm vậy. Thì thành ra là Đức Phật đã biết cái vị này đó, coi như là khi mà bắt đầu mà thọ thực đó, thì vì say đắm trong cái vị cái vị ngon của các loại vật thực mà không có kềm chế được, không có kềm chế được cái tham muốn trong cái thọ dụng vật thực, cho nên là ăn uống nó không có chừng mực, ăn quá nhiều thì do đó mà khi mà ăn uống quá nhiều mà làm vua mà đâu có việc gì nặng nhọc, đâu có vận động đồ nhiều, cho nên là cái vật thực nó tích tụ, nó tụ và làm cho cái con người nó mập mạp lên. Và chính vì khi mà ăn uống quá nhiều như vậy đó thì nó dễ sanh ra cái hôn trầm, cho nên là Đức Phật mới nói lên cái câu kệ là con người thường chánh niệm, được ăn biết phải văn, chừng mực cảm thọ mạnh, già chậm tuổi thọ dài. Thì khi mà chúng ta ăn á, mà chúng ta có sự chú tâm biết mình đang ăn, mình biết những cái vật thực mình đang nhai, đang nuốt như thế nào đó, thì mình biết rồi á, rồi mình ăn á, mình phải biết thí dụ như hôm nay mình ăn thấy nó no, mà khi mà nó no quá thì cái vấn đề mà mình thấy trong người nó nặng nề lắm nha, thì biết ngày mai mình sẽ giảm lại thay vì là thêm một chén nữa là nó no, nó vừa đủ thì bớt lại, thay vì là một chén đầy thì bớt lại nửa chén thôi nha. Thì như vậy đó, để chừa cho cái bao tử mình nó co giãn, nó co bóp thì nó mới dễ dàng tiêu hóa vật thực được. Còn nếu mà mình ăn mà nó no căng luôn thì bắt đầu cái sự tiêu hóa vật thực nó khó khăn lắm. Mà chính vì những cái khi mình ăn mà mình không có sự chú tâm như vậy đó, làm ảnh hưởng đến cái hệ tiêu hóa. Cái hệ tiêu hóa đó, thì khi mà một cái bộ phận nào mà nó bị ảnh hưởng ở trong cái cơ thể mình thì nó sẽ có cái mối liên hệ, nó tương tác lẫn nhau. Mà cái hệ tiêu hóa mà nó có vấn đề thì nó xảy ra cho các cái cơ phận khác cái bộ lương thực mà nó trục trặc rồi thì bắt đầu là
nhiều vấn đề ở trong cái nội tạng mình đó, nó xảy ra. Cho nên đó là khi mà chúng ta ăn á thì chúng ta cũng phải biết ha. Chứ còn khi mình ăn mà mình không có sự chú tâm, có nhiều khi mình ăn mà mình sinh tưởng gì nè, thành ra cái trong khi mà cái ăn của chúng ta nó đang diễn ra đó, mà chúng ta không có biết. Cho nên người ta nói ăn mà mình không có sự chú tâm, không có sự ghi nhận á, thì sao? Ăn mà mình không biết mình ăn cái gì, không biết cái gì hết á. Còn cái người mà say đắm trong cái lúc ăn cũng vậy, tức là vì họ đắm nhiễm ở trong cái vị á, hay là họ phạm ăn á. Cái trường hợp mà trong Tề Thiên á, anh Trư Bát Giới á, là cái anh mà tham ăn, ảnh hả mà có là làm lia lịa, làm không kịp ngừng nha. Nhưng mà ăn xong rồi á là ảnh không biết cái mùi vị gì, bị gì. Lúc đó là lo sợ là người khác ăn hết, cho nên là lo ăn coi như là cấm đầu cấm cổ ăn, mà không có chú tâm đến cái biết mình đang ăn như thế nào, mùi vị như thế nào thì không biết đó. Cho nên là chúng ta ăn cũng phải cẩn trọng, mình phải từ từ rồi mình ăn trong cái sự hay biết. Mình đưa tay ra, mình múc vật thực, mình để vào miệng, mình nhai, mình nếm, mình nuốt như thế nào đó, mình biết. Biết mình ghi nhận đầy đủ đó. Thì trong cái cách ăn á, trong cái cách ăn nó cũng có nhiều ví dụ như cái trong cái vị mà ăn á, cái quán tưởng quán tưởng về vật thực, quán tưởng về cái tính chất vật thực này, nó là về vật chất ha. Nó là vật chất tạo ra, dầu mình có sử dụng nó không sử dụng nó cũng là vật chất mà thôi ha. Rồi quán tưởng về cái tính chất nhòm gớm, thì sự thật ra đó, khi mà mình nấu nướng mình bài biện, bây giờ quý vị thấy không, ta nấu nướng lên đó, rồi xong á ta phải làm trang trí bài biện cho cái món ăn đó nó hấp dẫn ha. Chẳng những là về mùi vị rồi cái trình bày rồi kia nọ ha, nó hấp dẫn mình đầy đủ qua cái đó ha. Đó rồi để lôi cuốn cái thèm muốn cái sự ăn của mình. Nhưng mà sự thật ra đó là bây giờ mình phải phân ra món ngọt, món mặn, rồi cái này cái kia, cái nào phải chấm với cái nào phải chấm với cái nào ha, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà đó, khi mà còn ở ngoài cái bàn ha, rồi đưa vào trong cái miệng thì nó còn phân biệt cái món này món kia món nọ. Nhưng mà sau khi mình nhai xong rồi đó, nay xong rồi qua cái thực quản, qua thực quản nó đi xuống bao tử thì vô trọng nó đâu có sắp xếp, nó đâu có sắp xếp là món mặn thì phải ở riêng, rau phải ở riêng, là món ngọt ở riêng, thế này thế kia, nước chấm phải ở riêng, không có. Đó. Rồi á, nếu mà một mai á có những cái trường hợp mà bất khả kháng, nếu mà nó không ở yên trong cổng mà nó đi trở ra đó, thì quý vị thấy nó có giống như hồi mà bài biện trên bàn không? Đó, nó rất là hồi nãy á, thì ngon lắm, ngon ngọt đẹp đẽ lắm, nhưng mà khi mà nó không ở yên ở cổng mà nó đi ra đó, thì quý vị thấy lúc đó mà mướn ăn cái lợi cũng không ai dám ăn nữa, thấy không? Đó, cho nên á,
thấy cái tính chất của nó là gì? Đáng nhòm gớm, không có gì vậy? Không có gì đáng thích thú để mà say đắm trong đó. Chính nhờ mình quán tưởng như vậy đó, thì mình sẽ giảm bớt được những cái thèm muốn, những cái ham muốn đắm nhiễm trong 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 cái sự ăn uống. Rồi sao? Rồi vị tỳ kheo phải quán tưởng là chẳng qua là mình dùng vật thực này đó để gì? Nó là cái thuốc chữa bệnh, ăn để có sức khỏe, chứ không phải ăn để cho mập cho mạnh, ăn không phải để vui đùa như trẻ con, ăn không phải là để tạo sức mạnh như những cái người lực sĩ, ăn không phải để trang điểm thân sắc như những người phụ nữ, ăn không phải để cho nó đẹp đẽ như những cái người mà diễn viên đàn điếm ha. Mà ăn là để gì? Để có cái sức khỏe ăn ổn để mà tu hành theo cái đường lối cao thoát, để giải thoát ha. Đó cho nên á, cho nên cái vị tỳ kheo ăn mà khi mà quán tưởng như vậy đó thì gọi là ăn ở trong giới, ăn trong giới. Và khi mình ăn thì mình phải có cái sự hay biết, ghi nhận rõ ràng. Để chi? Để khi mà mình ăn, nếu mà cái vật thực mà nó phù hợp á, cái cơ thể mình nó dung nạp thì thôi. Còn nếu mà lỡ mà nó có những cái vật thực nào mà nó không có phù hợp với cái thể tạng, cái đường ruột của mình á, mà bắt đầu nó có vấn đề, mình biết những cái vật thực này nó không phù hợp, để từ đó về sau á là chúng ta tránh ha. Và chúng ta tránh ăn những cái vật thực mà không phù hợp, những cái vật thực nào, những cái thức ăn thức uống nào mà không phù hợp, mình biết để sau này mình không có sử dụng nó, để nó không có đem đến cái bệnh tật ha. Chứ còn nếu mà mình ăn á để thỏa mãn cái thèm muốn của vị giác ấy, mình ăn đúng cái thứ nào mình cũng ăn hết ha. Ra có nhiều khi á là sao, chính vì cái ăn mà không có sự kiểm soát, không có hay biết, thì sao nó đem đến cái bệnh tật ha. Cho nên á, cái bệnh tật nó xâm nhập qua cái hơi thở có này, qua cái những cái vết thương ở ngoài da có nè, rồi á nó có thể xâm nhập qua cái miệng của mình khi mà mình ăn uống không có cẩn trọng, mình ăn những cái vật thực nó không phù hợp, hoặc là những cái vật thực mà nó có mang những cái mầm bệnh thì mình sẽ đưa cái bệnh tật qua cái vật thực đó. Cho nên đó là chúng ta ăn uống phải có sự kiểm soát, có sự hay biết. Rồi một cái vị hành giả, thực tập quán sát khi ăn, tức là ăn ở trong cái sự chánh niệm tỉnh giác. Khi mình nhìn thấy vật thực, mình nhìn thấy biết ghi nhận, thấy ha. Rồi khi mà mình đưa cái tay, cái muỗng, mình múc cái vật thực, mình đưa lên thì mình quan sát cái sự chuyển động của tay, rồi đưa cái vật thực chạm vào trong cái môi, cái miệng mình biết đụng ha. Rồi bắt đầu khi mà mình đưa vật thực vô trong miệng mình nhai, mình ghi nhận nhai ha. Rồi khi mình nuốt cái vật thực đó thì biết nuốt đó. Thì khi mà chúng ta ăn, chúng ta có áp dụng cái sự thực tập vào cái ăn đó thì sao, thì mình sẽ hay biết từng giai đoạn, từng giây từng phút nha. Mình hay biết một cách rõ ràng. Thì như vậy đó, mình ăn với cái trí tuệ,
Còn những cái người mà ăn mà chỉ coi như là thỏa thích thì ăn với cái tầm đắm nhiễm, nè, ăn với tầm đắm nhiễm, không có ghi nhận, không có vậy. À, hoặc là khi mà gặp cái vật thực mà nó không phù hợp, thấy không? À, thì bắt đầu ăn với cái tâm bực bội, để ăn với cái tâm sân. À, thì ba cái trạng thái ăn mà với cái tâm si mê, ăn với cái tâm tham, ăn với tâm sân, là ăn trong cái phiền não. À, lúc đó là do vô minh, si mê phiền não chi phối trong cái vấn đề ăn của mình. Mình không có biết, không có trí tuệ. Còn nếu mà mình áp dụng trong cái sự thực tập, mình ăn, mình quan sát từng chi tiết, rồi mình quan sát cái tâm mình đối với cái đối tượng là vật thực này, mình có tham hay không, hay là hoặc là mình có khó chịu với cái vật thực này không đó. Thì khi mình ăn như vậy là ăn trong trí tuệ nha. Đó, mà ăn trong trí tuệ thì nó sẽ đem đến cái lợi ích đó. Cho nên Đức Phật dạy gì, con người thường chánh niệm. Khi mình áp dụng cái chánh niệm ở trong cái lúc mình ăn đó, thì mình sẽ biết được cái chừng mực của cái vật thực. Mình tránh đi những cái vật thực nào nó không phù hợp, mình sử dụng những cái vật thực nó phù hợp và sao nó vừa đủ thì như vậy đó, thì nó sẽ không có đem đến những cái bệnh tật. Không, đâu gì thấy rằng có nhiều khi nhiều người trong những cái tiệc tùng, hay là có những người mà nhất là mà lúc mà Tết rồi này kia nọ đó ha, đó thì nó có người ta chuẩn bị mà những ngày Tết, hay là hoặc có đám giỗ đám quẩy gì đó, người ta chuẩn bị rất là nhiều cái thức ăn. Thì nếu mà có những người mà ăn mà không có chừng mực đó, thì sao bị bội thực, bị bội thực là nó gây ra bệnh tật, rồi phải đi đến bệnh viện rồi đủ thứ chuyện hết, ha. Đó, cho nên là chúng ta trong cái ăn thì chúng ta cũng phải khéo, khéo và ăn trong cái sự hay biết rõ ràng, chánh niệm, thì như vậy nó sẽ đem đến cái lợi ích, tránh đi những cái bệnh tật mà do vật thực nó gây ra. Thì quý vị thấy rằng có những cái bệnh, những cái bệnh, bệnh ung thư rồi chẳng hạn, nếu mà mình hay biết, mình biết mình có thể tránh được, thấy không? Những cái bệnh như là xơ gan rồi chẳng hạn đó. Tại vì sao? Tại vì mình ăn mà mình không có hay biết những cái vật chất, những cái nó không phù hợp, mà mình cứ đưa vô sao nó không có tiêu hóa được, rồi nó không có đào thải ra ngoài được, cho nên nó tích tụ ở trong đó, nó tích tụ đó thì nó các cái tế bào nó phát triển một cách không bình thường, hoặc là những cái chất độc trong cái thức ăn mà mình không biết đưa vô cái gan nó lọc không được, nó chứa đó, lâu ngày thành ra bị sơ gan ung thư gan đó. Cho nên là khi mà chúng ta ăn với trí tuệ, cẩn trọng trong những cái vật thực thì chúng ta cũng sẽ tránh được những cái bệnh tật không đáng có. Đó, những người họ biết cái rượu nó là chất độc, nhưng mà sao, tại vì không có kềm chế được, muốn thỏa mãn cái vị giác, nói như thế nào đó ha, đó, thì họ đắm nhiễm trong đó, bắt đầu sao uống cho thỏa mãn, rồi đến một ngày nào đó cái gan nó hầm,
Lúc đó khổ đau rồi, phải bệnh tật rồi, tiền bạc thuốc men rồi làm khổ những cái người người thân của mình đó, đó. Cho nên á, là trong cái ăn uống nhà mình cũng phải áp dụng cái trí tuệ vào trong cái ăn uống của mình thì nó sẽ đem đến cái lợi ích. Còn nếu mà chúng ta buông lung để thỏa mãn trong cái vị giác, thỏa mãn cái lòng tham muốn của mình, thì như vậy nó sẽ đem đến rất nhiều những cái tai hại. Cho nên là khi mà chúng ta ăn thì chúng ta phải cũng phải biết, như đức vua đó thì ổng, tại vì ổng ăn ổng có kiểm soát, cho nên phải mướn mướn cái chàng thanh niên Sudassana đó, là nhắc nhở mỗi ngày mà dọn lên mà đức vua bắt đầu ăn á, là phải đặt cái câu Phật ngôn, cái lời dạy của Đức Phật để cho ổng bớt lại, ổng nhớ lại, ổng kèm bớt cái tham muốn trong khi mình ăn nha. Đó, thành ra quý vị thấy khổ không? Mướn cái anh thanh niên này mỗi ngày mà nhắc như vậy đó, tới 100 đồng tiền vàng. Đó, nhà vua mới có tiền mướn vậy chứ. Mình mà tiền đâu mình mướn, cho nên thôi mình qua cái lời dạy của Đức Phật á, mình ráng mình kiểm soát, mình ăn trong cái trí tuệ thì sao, thì mình đỡ tốn tiền trong cái vật thực, mà đỡ tốn tiền mà mướn người nhắc chân mình thôi không đó. Cho nên là chúng ta phải áp dụng với cái trí tuệ, thì như vậy á, chúng ta sẽ có một cái đời sống nó an ổn ha. Còn nếu mà chúng ta sống buông lung thỏa mãn thì nó sẽ đem đến những cái điều nguy hiểm tai hại, không? Thành ra khi mà những cái người mà chúng ta thực tập nó biết, khi mà ngày nào mà mình ăn nhiều quá, bắt đầu mình vô mình thực tập mình tọa thiền nó dễ sanh hôn trầm lắm, không? Hoặc là khi mà mình ăn bữa đó gặp cái vật thực mà nó hợp khẩu gì nha, mình ăn hơi lố hơi nhiều chút ha, bắt đầu lên sao nó bị tức, nó bị gì ăn no quá nó tức bụng. Nó tức bụng thì nó rất là khó trong cái vấn đề mà mình thực tập đó. Cho nên mình biết cái chừng mực, rồi mình biết những cái vật thực nào phù hợp hay không phù hợp ha, rồi mình biết cái khi mà mình phải ngưng mình ngưng để cho cái cơ thể mình nó tiêu hóa một cách thuận lợi tốt đẹp, thì như vậy đó chúng ta sẽ dễ dàng thân tâm của mình nó an nhàn tốt đẹp, thì chúng ta mới có học pháp hành pháp được ha. Rồi chúng ta phải kiểm soát mình đang ăn với cái tâm gì. Nếu mà mình thấy lên mà mình thấy những cái vật thực mà nó phù hợp với cái bản thân mình ha, hạp khẩu vị ha, thì lúc đó đó là cái gì, cái tham muốn nó sanh khởi ha, ăn trong cái tâm tham là dễ phiền não ha. Chẳng những là tham trong hiện tại, rồi còn muốn ngày mai phải đi kiếm cái vật thực giống vậy ha, cũng giống vậy á, ăn nữa ha. Hoặc là bữa nay cái nhà hàng này nó làm cái món này nó hợp với mình quá, mai mình lại mình ăn nữa ha. Đó thì vậy là sao, là cái tâm tham muốn điểm trong cái ăn. Rồi có những người á ăn nó còn cầu kỳ
phải có đầy đủ các cái gia vị, phải nêm nếm như thế này, phải có hành, có tiêu, có ớt, có các cái loại gia vị gì đó, không? Mà nếu mà không có đủ những cái gia vị đó thì cái người này khổ sở lắm, chịu không nổi. Ăn gì mà ăn gì đó. Phải đầy đủ các cái gia vị, nêm nếm thế này thế kia thế nọ, đủ thứ chuyện ha. Còn phải khổ không thì thôi, lỡ nó có thiếu chút tiêu cũng không sao, lỡ mà nó không có đầy đủ gia vị chút thì cũng không có gì đâu ha. Nhưng mà mấy người mà bởi vì lệ thuộc vào cái gì á, phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ, phải cho nó khổ gan nào. Rồi á khi mà chúng ta tầm cầu tìm kiếm, mà nếu mà nó không có thì rất là khổ ha. Đó, thành ra chúng ta ăn, chúng ta phải biết giảm thiểu, đừng quá chấp thủ vào các cái thức ăn, đừng có dính mắc, đừng có đắm nhiễm trong cái ăn, thì chúng ta cũng sẽ giảm thiểu bớt được những cái khổ đau ha. Cho nên là trong cái ăn thôi, chúng ta phải có cái sự hay biết, chánh niệm, tỉnh giác thì nó sẽ giảm thiểu đi những cái phiền não khổ đau. Quý vị thấy đó, trong cái đời sống cực khổ cũng vì ăn. Sáng thức dậy là phải lo làm điểm tâm, bỏ bụng coi có gì không, ăn ba cái ăn ba cái thì bắt đầu đi làm, đi làm tới trưa là phải ăn, trưa là phải ăn, rồi chiều về là phải ăn, chiều về phải ăn. Rồi có nhiều khi chiều về mà ăn không ấy, tối còn kiếm cái gì bỏ bụng thêm đó. Cho nên cái ăn, chính vì cái ăn mà nó khổ, phải làm quần quật để thỏa mãn cái ăn. Cho nên là Đức Phật chỉ dạy các vị tỳ khưu là ăn, bởi vì cái người tu đâu có làm những cái việc nặng nhọc như cái người thế ngoài đời ha. Cho nên là ăn một bữa trưa là nó vừa đủ còn cái người đời cũng vậy, có nhiều khi sự thật ra đó, mình ăn theo cái thói quen ăn theo cái ấy, chứ có sự thật có nhiều lúc mình không có đói, nhưng mà vì tới giờ phải ăn. Bây giờ cứ đến giờ đó là phải bại biện ra ăn mà sự thật ra cái nhu cầu cơ thể có những lúc nó không có cần, nhưng mà mình cũng bắt buộc phải tới giờ rồi phải ăn cho nên chính vì những cái khi mà mình ăn như vậy đó thì nó không có tiêu hóa được, nó không có dung nạp những cái vật thực mà mình đưa vô thành ra nó tồn động đó hoặc là mình ăn mà nó không có giờ giấc. Thí dụ như có nhiều người ăn xong cái ăn trễ quá, ăn xong cái đi ngủ thì sao, cái hệ tiêu hóa nó hoạt động không có được thuận lợi cho nên từ đó mà nó sinh ra những cái bệnh tật mà nếu những cái bệnh tật này đó, nếu mà mình sống chừng mực, mình sống với trí tuệ thì mình sẽ an ổn, mình không có bị những cái bệnh tật đó xảy ra cho nên là trong cái
trong cái vấn đề ăn uống, chúng ta phải phải cẩn trọng ha. Đó. Chúng ta đừng quá dính mắc, đừng đắm nhiễm để tầm cầu, để tìm kiếm thỏa mãn cái vị của mình thì mình sẽ bớt cái bệnh tật khổ đau. Rồi có những trường hợp ấy, có những trường hợp hồi đó có một cái cô này cô bị xỉn, cô bị xỉn, cô không có phù hợp với một số các cái vật thực, nhưng mà sao, nhưng mà những ngày lễ những cái lễ rồi kia nọ, Tết rồi đó, con cháu về tụ tập về thì phải làm những cái món đó cho tụi nó ăn, mà làm mà tụi nó mình không ăn thì tụi nó buồn, nó giận, nó buồn, nó không ăn cho nên đó là vì người khác, vì người khác mình biết làm ăn cái này vô là hồi là nó hành mình đó ha. Nhưng mà vì mọi người ăn cho mọi người vui rồi xong mọi người đi về á, thì chạy đi kiếm thuốc uống, phải không? Tại vì cái bệnh xỉn của mình á, là nó ăn mấy cái này vô là một hồi cái loại cá này hay là loại thịt này hay là tôm cua là thịt gà gì đó nó vô là bắt đầu là nó phản ứng liền nhưng mà vì con cháu này kia nó tụ tập về mà giờ mà mình không ăn thì nhiều khi nó cũng ngại, nó cũng không ăn cho nên là ta cũng ráng ăn, biết là một hồi là nó sẽ xảy ra, nó hành mình á, nhưng mà cũng ráng đó. Rồi tiệt tùng biết là uống rượu vô ngày mai là nó vô nó quậy, ngày mai là bệnh kia nọ, đi làm gì không được đó. Nhưng mà làm sao bây giờ, tiệt tùng mà không uống, bạn bè rồi nó nói, nó ép kia nọ rồi vị nể bạn bè rồi này kia nọ uống xong rồi bắt đầu nó hành ói lên ói xuống rồi đó là đi vô bệnh viện kia nọ đó. Thành ra có nhiều khi á, ở trong đời sống nếu mà chúng ta không có trí tuệ chúng ta sống theo cái đời sống thường của thế gian thì có nhiều khi á, trong cái vấn đề ăn uống thôi thì nó cũng có thể đem đến cái khổ đau cho nên là chúng ta sống theo cái lời dạy của Đức Phật, chúng ta áp dụng trí tuệ trong chánh niệm tỉnh giác trong cái mọi cái sinh hoạt thì chúng ta sống có chừng mực, chúng ta không có rơi vào những cái cực đoan, chúng ta không có mà bị đắm nhiễm trong cái dính mắc tầm cầu trong cái đời sống, trong cái uống thì nó sẽ giảm thiểu những cái khổ đau. Còn nếu mà chúng ta sống buông lung để thỏa mãn các căn, sống với cái sự khống chế sai sử của phiền não thì sao, thì sẽ đem đến những cái bệnh tật khổ đau mai không chẳng những khổ đau cho bản thân mình không, mà còn khổ đau cho những cái người thân của mình nữa. Bây giờ quý vị thấy khổ, một người bệnh thì phải chạy lo tiền bạc sao phải có người nuôi đó, rồi phải thay phiên nhau, người này chạy vô người kia chạy về, người nọ chạy vô người nọ chạy về, đủ thứ hết có phải khổ. Chẳng những cái bản thân người bệnh khổ không, mà cái người những người thân ở trong gia đình mình cũng khổ nữa đó. Thành ra đó, khi mà chúng ta nỗ lực, chúng ta sống, chúng ta được an ổn thì làm cho những cái người mà
người thân mình cũng được an ổn, phải không? Bởi bây giờ ráng, ráng làm sao mà đừng bao giờ nghe tới chữ bệnh, đừng bao giờ nghe tới hai chữ bệnh viện. Bây giờ mình nghe tới mà hai chữ bệnh viện là khổ dữ lắm, đủ thứ khổ hết. Tiền thuốc, tiền men, rồi phải có người lo, phải có người ấy, đủ thứ chuyện hết, nó rất là khổ. Thành ra cái đời sống của thế gian ấy, người ta quay cuồng trong cái gì? Trong cái thỏa mãn các căn, mà nhất là trong cái ăn uống, thấy không? Đó. Khi mà không có vật thực, nếu mà chừng một ngày hai ngày mà không có vật thực là sao? Nó quể quải khổ dữ lắm, không có làm gì nổi rồi á, thấy không? Thành ra cái ăn là cái khổ đứng đầu ở trong cái đời sống này đó. Rồi cũng quý vị thấy không, có nhiều khi những cái chiến tranh nó xảy ra do tranh chấp về cái lợi lộc ruộng đất, để sản xuất ra những cái lương thực, không? Đó mà nó xảy ra chiến tranh chết chóc đó, đúng thứ chuyện á, cũng từ cái ăn mà ra không à, không? Cho nên á là chúng ta phải thấy rằng cái ăn là cái nhu cầu của cái đời sống, nhưng chúng ta phải kiểm soát nó, đừng có để mà cái phiền não nó nổi lên trong cái tham đắm, cái đắm nhiễm trong cái ăn uống, thì nó sẽ đem đến những cái hậu quả khổ đau. Cho nên á, chúng ta ăn, chúng ta có sự ghi nhận, có sự hay biết, ăn trong cái giới, tức là mình quan sát về những cái vật thực này là để nuôi mạng thôi, chứ nó không có gì là tốt đẹp, không có gì mà đáng để cho chúng ta đắm nhiễm. Rồi mình ăn giống như để nuôi mạng, để chúng ta có sức khỏe để mà tu tập, để theo cái con đường cao thượng, đó. Rồi mình ăn thì mình kiểm soát với cái trí tuệ, mình hay biết, mình ghi nhận rõ ràng để mình biết những cái vật thực nào là phù hợp, những vật thực nào là không phù hợp, để lần sau mình có sự kiểm soát như vậy đó, thì để tránh khỏi những cái khổ đau bệnh tật. Rồi mình ăn cũng vừa chân ha. Không phải bữa nào mà gặp những cái vật thực nào mà phù hợp là mình ăn thôi căng bụng ha. Những vật thực nào không phù hợp thì mình rứt rãi. Ăn vậy mà ăn cái gì, mấy cái thứ này mà ăn cái gì, ăn này ăn không được. Như vậy là cũng khổ đau ha. Cho nên là mình quan sát, ăn chẳng qua là để lấy cái đất nước lửa gió ở bên ngoài đưa vô để duy trì, nuôi dưỡng cái đất nước lửa gió ở trong cái thân ngũ quẩn này mà thôi. Chứ chúng ta đừng có quá chú trọng, quá dính mắc, quá đắm nhiễm trong cái ăn, thì nó sẽ đem đến khổ đau. Cho nên chúng ta quan sát cái tâm mình đang ăn với cái tâm gì, mình ăn mình có sự ghi nhận rõ ràng hay biết hay không, ăn với cái tâm dính mắc, tham đắm nhiễm, hay là ăn với cái tâm sân, bực bội, khó chịu ha. Thì như vậy chúng ta có áp dụng cái trí tuệ trong cái ăn của mình, mà nếu mà chúng ta có sự kiểm soát, có sự hay biết, có sự ghi nhận, thì sẽ đem đến ngay cái lợi ích trong đời sống hiện tại, và nhờ đó mà chúng ta tránh được những cái phiền não khổ đau, tránh được những cái bệnh tật, không có đem đến những cái khổ cho cái thân ngũ quẩn này. Mà như nãy sư nói đó, mình an ổn thì mình cũng giúp cho
những người thân của mình an ổn thì sẽ đem đến những cái lợi ích tốt đẹp cho bản thân và những người xung quanh. Đó, đây là cái lời dạy của Đức Phật để áp dụng vào cái đời sống thực tế của chúng ta. Và chính nhờ lời dạy của Đức Phật, rồi Đức Vua Bát Xê Na Đí đã áp dụng mà lần hồi thì cái sức khỏe của vua được cải thiện tốt đẹp. Đó, cho nên là chúng ta cũng phải áp dụng cái lời dạy của Đức Phật trong đời sống để đem đến những cái lợi ích tốt đẹp. Với phước báo này thì cũng kính cầu mong chư tôn đức Pháp Đại Căn chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử chúng ta sẽ thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật, chúng ta ăn trong trí tuệ, chánh niệm tỉnh giác, để đem đến một cái đời sống an ổn tốt đẹp. Giờ cầu mong cho tất cả chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh thoát khỏi những khổ đau, cầu mong tất cả chúng sanh đều an vui hạnh phúc. Và bây giờ xin cung thỉnh chư tôn đức như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ, sa thứ, con kính tri ân Thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi thuyết giảng phần chánh kênh ngày hôm nay ạ, để chúng con có thêm được sự lợi ích, an vui, tấn hóa lâu dài. Con xin kính ngài nghỉ ngơi chút uống nước ạ, để chờ bàn tay thảo luận của đạo tràng ạ. Dạ, con xin kính mời bàn tay của đạo tràng thảo luận về bài học ngày hôm nay ạ. Dạ, con xin được kính dâng mic đến đạo tràng. Dạ, kính bạch ngài, trong thời gian chờ đợi bàn tay của đạo tràng thì con xin phép được hỏi đôi điều ạ. Dạ, thưa ngài, nói về cái phần ăn nhiều ở đây á, thì khi mà mình nói về phần ăn nhiều vào buổi sáng, buổi trưa hay buổi tối, hay là trong tất cả các bữa mình cần phải ăn tiết độ ạ. Bởi vì là con thấy là như kiểu thường thường á, thì người ta nói là buổi sáng và buổi trưa thì mình nên ăn nhiều hơn là buổi tối á, thưa sư. Bởi vì là mình phải cần năng lượng một ngày để mà mình làm việc á. Cho nên là con xin sư là chia sẻ thêm cho con là cái vấn đề này là mình nên tiết độ trong các bữa hay là cần nhất là bữa nào mình cần tiết độ á. Đã con xin kính dâng mic đến ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Tùy theo cái nhu cầu của cơ thể của mỗi người mà mình biết để mà mình điều chỉnh, không? Ví dụ như những người mà họ làm những cái công việc nặng nhọc thì họ phải biết cái nhu cầu cái cơ thể của họ, không? Còn những cái người mà làm việc văn phòng rồi đó ít hoạt động về chân tay, ít sử dụng cái sức lực, không? Thì mình ăn nó vừa phải khi mà mình ăn với trí tuệ, biết cái nhu cầu, cái cần hay là muốn, không?
Ví dụ như bây giờ á, mình biết là những cái người mà họ làm việc nặng nhọc đó, thì cái nhu cầu về cái vật thực của họ nó nhiều hơn, thấy không? Còn những cái người mà làm việc những cái công việc văn phòng nhẹ nhàng hay là ít có dùng sức lực đó, thì cái nhu cầu về cái vật thực thì nó ít hơn. Tại vì khi mà những cái công việc nặng nhọc thì nó đòi hỏi cái năng lượng nhiều hơn đó. Cho nên á, là mình biết vậy thì mình cái bữa sáng hoặc bữa trưa đó thì nó là cái chủ yếu, phải không? Tại vì suốt một ngày mình hoạt động thì mình cần phải dung nạp cái năng lượng nó nhiều hơn. Nhưng mà buổi tối đó có khi á, mình ăn chút ít thôi, hay là những cái vật thực mà nó dễ tiêu, súp cháo rồi kia nọ đó ha, để nó dễ dàng nó tiêu hóa thì nó cũng tốt. Chứ còn đừng có hả mà thấy người ta ăn rồi mình ăn, ha, rồi là ăn mà mình không có sự kiểm soát thì nó rất là tai hại. Dù là bữa sáng, bữa trưa, bữa tối gì cũng vậy, ăn nó chừng mực, nó vừa phải thôi. Chứ mà nói là bữa sáng là quan trọng, và ăn mà no căng bụng rồi nó cũng không tiêu hóa được, làm sao mà làm việc, thấy không? Đó. Rồi khi mà mình ăn mà năng no quá, mà mình làm những cái công việc nặng nhọc đó, nó cũng nguy hiểm, nó cũng nguy hiểm cho cái sự tiêu hóa của mình á, thấy không? Tại vì khi mà làm nặng á, dùng sức có nhiều khi là nó cũng ảnh hưởng đến bao tử ruột con cái nó đúng thứ chuyện. Cho nên chúng ta ăn, biết là cái vấn đề ăn nó cũng quan trọng, nhưng mà mình ăn chừng mực vừa phải, tùy theo cái nhu cầu cái cơ thể của mỗi người. Cho nên á, chúng ta xét khi mà trong cái đời sống của mình ăn uống mình thấy là cần hay là muốn ha. Có nhiều khi người ta thấy người ta ăn mình muốn ăn, chứ cái sự thật ra mình không có cần. Thấy người ta uống mình cũng muốn uống, và lúc đó là mình không phải thật sự là cần uống, không? Khi mình khát nước thì có nước gì mình uống nước mấy không? Tôi khát nước mà bây giờ tôi muốn uống cà phê sữa đá, tôi muốn uống cà phê đá, muốn uống nước gì đó, là cái đó là cái phiền não, cho nên là nó tai hại. Còn bây giờ nhu cầu cơ thể nó khát nước thì giờ có nước gì uống, nước khoáng, nước trà, nước gì uống để giải quyết cái khó khăn khó chịu ở trong cơ thể mình ha, thì cái đó là cái nhu cầu, cái cần. Còn uống là của sự thúc đẩy của phiền não. Cho nên chúng ta sống thì chúng ta phải biết mình đang sống với trí tuệ hay là mình đang sống với phiền não. Còn cái câu hỏi của cô Tina đó, hỏi về cái vấn đề mà giữ bát quan, lỡ phạm ăn cái giới ăn sái giờ đó, thì sự thật ở đây đó, sư cũng nhắc nhở quý vị đó, cái vấn đề mà ăn sái giờ ở đây đó, thì sự thật ra nó không có phải mà nó đem đến cái khổ đau này kia nha. Nhưng mà vì sao? Vì cái chúng ta đắm nhiễm trong cái ăn, chúng ta thỏa mãn mà tối ngày, cho nên á, những cái ngày bát quan á thì mình bớt ăn ha. Thành ra hồi đó ngài Hòa Thượng ngài nói sao, ngài dạy á, những cái ngày mà những ngày giới á, mình gìn giữ cái bát quan trai giới để gì? Bớt ăn, bớt ngủ, bớt nói năng, thêm học, thêm hành, thêm thiền quán. Thì bởi vì cái ngày bình thường á là mình làm việc một cái nọ rồi mình không có tu tập ha. Thành ra nếu mà những cái ngày bát quan trai giới á,
mà mình sắp xếp công việc để mình có điều kiện để giảm bớt dính mắc vào cái công việc. Rồi mình lo mình học, học kinh, học pháp, mình dành thời giờ ra mình hành thiền. Thì mấy cái việc mà mình học kinh, học pháp, mình hành thiền thì nó đâu có gì nặng nhọc. Cho nên mình giảm bớt cái ăn. Sáng ngủ thức dậy cái lo nấu nướng dọn ăn. Ăn xong cái là làm cái trưa ăn cái bắt đầu chuẩn bị nấu nướng rồi kia nó chiều ăn. Cho nên nó là nội mà cái chuẩn bị cho cái ăn không á là nó chiếm cái thời gian cũng rất là nhiều ở trong cái đời sống hàng ngày rồi. Cho nên bữa đó mình giảm bớt lại, mình bớt ăn bữa chiều để dành thời gian ra để mình tu tập ha. Đó, thành ra đó cái này nó cũng không phải là cái vấn đề quan trọng. Thì có thể bây giờ mình lỡ quên bữa nay ba ngày bắt quan mà mình lỡ mình thì có sao lại không? Hoặc là lỡ kỳ này nó đứt giới thì mình cũng còn giữ được những cái giới quan trọng. Năm cái giới là cái nền tảng quan trọng. Nó cái sát sanh trộm cắp, tà dâm nói dối, uống rượu này nè, những cái nhân này nó đưa đến khổ cảnh. Còn cái giới mà ăn xá giờ, múa hát thổi kèn đờn, nằm ngồi nơi quá cao xinh đẹp đó, là mấy cái giới này đó là nó kéo dài những cái phiền não, những cái tham muốn thỏa mãn dính mắc ở trong cái đời sống này. Chứ ba cái giới này á nó không có đưa đến rơi vào cảnh. Nhưng mà mình muốn giải thoát thì mình phải ráng thoát ra những cái mãnh lực của phiền não, phải không? Tại vì á hả, mà ăn no thì sao? Là nói hả, căng da bụng thì trùng da mắt. Ăn no rồi cái bắt đầu là muốn kiếm chỗ ngủ, phải không? Thành ra mà khi mà ăn no bắt đầu hôn trầm lên thì học cũng không nổi, không hành thì cũng hành không nổi, ăn no rồi muốn kiếm chỗ nằm ngủ mà ha. Đó cho nên là chúng ta giảm bớt cái ăn uống để mà chúng ta có thời gian tu tập. Còn thí dụ như bây giờ á, cái ngày bác quan trai giới, nhưng mà chúng ta nhớ một điều á, là cái giới mà Đức Phật chế định á, không phải là bắt buộc tất cả mọi người. Thí dụ như cái ngày đó, nhưng mà bây giờ vì cái bệnh tật của mình phải uống thuốc, có những cái loại thuốc mà nó cái tác dụng nó rất là mạnh, nếu mà không có những cái vật thực vô đó để làm giảm thiểu cái tác dụng của nó đó, thì có thể nó làm cho ảnh hưởng đến cái bộ tiêu hóa của mình, ảnh hưởng đến bao tử ruột rồi chẳng hạn ha. Thành ra có thể chúng ta uống một chút nước bột gì đó, nước bột ngũ cốc, hoặc là ta ăn miếng cháo loãng, hoặc là ta uống sinh tố gì đó ha, để giảm thiểu bớt được những cái tác hại của thuốc. Cái người bệnh mà, thành ra khi mà mình biết cái nhu cầu của cơ thể mình thì mình sẽ sử dụng nó cho nó hợp lẽ, không? Quý vị thấy rằng cái thuốc bổ, mặc dù nó là thuốc bổ đó, nhưng mà bác sĩ người ta đâu phải người ta biểu lúc nào mình cũng nên uống thuốc bổ đâu, không có. Thuốc mà khi nào thật sự cần thiết thì mới sử dụng, chứ không phải mình nói thuốc bổ rồi cứ uống tới thí tới tới hoài
thành ra nó bổ nhưng mà nó trở thành cái thuốc độc không chừng. À, cho nên á là vật thực hay là thuốc men nha, mình phải cho nó phù hợp, hợp lẽ, à đúng thời, đúng lúc, đúng cái nhu cầu. À, những cái lúc mà cái nhu cầu nó không cần thiết thì mình không sử dụng, còn khi mà cơ thể nó đòi hỏi cần thiết thì mình phải phải sử dụng. À, nó uyển chuyển chứ không phải là cái giới. Cái giới là Đức Phật chế định là nó cứng cứng nhắc như vậy. À, nếu mà ngày Bát Quan Trai Giới mà chúng ta đang sử dụng những cái loại thuốc thì chúng ta có thể dùng những cái dịch thực để nó làm bớt cái ảnh hưởng cái tác dụng phụ của thuốc ha. Đó, thành ra mình phải hiểu như vậy á. À, thành ra cái quan trọng là gì? Đức giới, phòng đức giới là lúc đó mình xét cái tâm của mình. Bây giờ mình nhu cầu cơ thể cần thiết mình phải sử dụng hay là mình muốn dùng. À, trời ơi, bình thường tới giờ là phải ăn. Mà bữa nay mà Bát Quan Trai Giới mà tới giờ mà không ăn, bao tử nó cạo, nó xót ruột quá, chịu không nổi. Thấy không? À, thì như vậy á, thì vậy mình ăn thì cái đó là phạm giới rồi đó. Thấy không? Còn ví dụ như tại giờ uống thuốc, uống thuốc bây giờ mà không không có uống chút bột ngũ cốc, chút sữa là cháo là nước sinh tố gì đó thì nó gây cái tác hại cho bao tử kia họ, thì mình sử dụng. Thấy không? Thành ra đó, thành ra cái phạm giới không phạm giới là mình xem xét cái tâm mình. À, nếu mình sử dụng với cái tâm tham muốn, à, phiền não thì mình bị phạm giới. À, thì lỡ phạm giới thì mình xin giới lại nó cũng không gì nhá. Nhưng mà điều có cái mình đừng có dễ vui. À, mình đừng dễ vui ơi, không sao. À, sư Pháp Thanh nói phạm giới sáng giờ thì lỡ đứt giới lần này lần sau mình xin lại, không? Đừng đừng có ấy như vậy, mình dễ vui. À, mình dễ vui mà mình phải khi nào nhu cầu cấp thiết thì mình sử dụng, còn không thì mình cũng ráng mình giữ giới cho nó được trong sạch tốt đẹp. Chính nhờ cái sự tinh tấn này đó mà lần hồi mình mới thoát ra được cái sự trói buộc dính mắc ở trong cái thỏa mãn của ăn uống, của vui thú và của dễ vui, để mà mình mới diệt trừ lần hồi mình thoát được cái mãnh lực của phiền não ha. À, mặc dù ba cái giới này đó nó không đưa đến khổ cảnh nhưng mà nó trói buộc mình á trong cái vòng quay của sanh tử luân hồi. À, cho nên á là chúng ta đừng bao giờ xem nhẹ dễ vui, mà mình phải cố gắng nỗ lực tu tập để từng bước để thoát ra những cái khổ đau và thoát ra sự trói buộc trong vòng quay sinh tử luân hồi. Thì xin giải thích như vậy và chúc cô Pháp Ngô Lào Cai và chúc cô Tina nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú, chúng con xin kính tri ân Ngài đã chia sẻ, khuyên dạy cho chúng con ạ. Dạ, thưa Ngài, nhưng mà có những người á, ví dụ trong gia đình á, mà thì thường thường có người hay ăn ban đêm á, thưa sư, thì mà trong khi đấy mình lại là người phục vụ nấu nướng, thì đôi khi vì cái tình cảm mà phải ăn cùng á, thưa sư. Ví dụ như là họ nói rằng là họ đói, họ muốn ăn thì là cứ nấu cho họ ăn, nhưng mà xong họ nói là bây giờ ăn một mình thì nó không có được vui, cho nên là muốn hai không. Khi mà ví dụ như thì như sư cũng nói là mình biết là
ăn nó không có tốt ý, cho sức khỏe. Và mình cũng biết rằng là khi mà ăn như vậy thì nó sẽ có nhiều điều bất lợi. Ví dụ như là mình hành thiền buổi tối chẳng hạn mà lại cứ phải ăn như thế thì nó rất là khó chịu á. Con hiểu ý của sư nói, mà đôi khi á, vì những cái sự ràng buộc ấy, thưa sư, mình phải ăn á, mà trong khi đó thì cái tâm cũng không muốn ăn á, thưa sư, thì nó đôi khi còn bị sân về cái vấn đề đó, thưa sư. Ví dụ như là không muốn ăn thì người khác rủ ăn, đôi khi còn muốn sân lên. Nhưng mà ví dụ như là trường hợp của con ấy, thì ví dụ như chồng con muốn ăn đêm chẳng hạn, mà con thì cũng khuyên là không nên ăn đêm, cũng không tốt ấy. Thì con cũng thấy có bài kinh Đức Phật dạy là từ bỏ ăn đêm, không nên ăn đêm, thì người nó sẽ nhẹ nhàng. Nhưng mà con khuyên thì cũng đôi khi cũng không nghe, thế là chồng con đôi khi cũng ăn đêm rất là nhiều. Mà con nghĩ là trong cái thời điểm đang có sức khỏe thì mình ăn đêm thì nhiều lúc sẽ cảm thấy người nó khỏe hơn, hoặc là nó không bị làm sao á. Nhưng mà khi mà sau này thì con nghĩ là sau này nó tích tụ dần dần á, thì về già hoặc là một thời gian dài mà nếu mà cứ ăn đêm như vậy thì con nghĩ là nó cũng sẽ bị bệnh luôn ấy. Thế nhưng mà khuyên thì cũng không nghe, vẫn muốn hay ăn đêm. Thế nhưng mà dù con ăn thì con không ăn thì con cũng rất là ngại luôn, mà khi ăn cùng thì con cũng gọi là ngồi cho vui thôi, ăn một chút xíu thôi. Cho nên là trong cuộc sống cũng rất là khó đó, thưa sư. Đôi khi nó cũng là cái chướng ngại, như sư nói là nếu mà mình những cái đấy thì nó cũng không có đưa mình xuống khổ cảnh đâu, nhưng mà nó cũng sẽ trói buộc mình vào vòng sanh tử luân hồi, như cái sự tham muốn hay là sự lợi dưỡng nhiều quá đó. Con cũng rất là hiểu những lời nói của ngài, nên là con rất là tri ân ngài về cái vấn đề này. Con xin phép được dâng mic lên đạo tràng, kính mời bàn tay của đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mày Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thì nói chung trong cái đời sống á, ở trong gia đình cũng như là trong cái xã hội đó, có đôi lúc á, mình phải nhún nhường, mình dung hòa giữa đạo và đời thì cái đời sống nó mới an ổn, không? Bây giờ mình biết mà bây giờ mình nghiêng về cái đạo quá đó. Không, bây giờ ông ăn gì nó không ăn, tôi không ăn. Bắt đầu ở trong gia đình nó xảy ra cái sự bất hòa, không vui. Thì thôi, bây giờ mình biết, mình mặc dù mình không muốn ăn, nhưng mà mình lên đó mình ngồi mình chấm chút qua lo để dung hòa cái sự tốt đẹp an ổn trong gia đình. Thì cái điều này á, là mình cũng làm cho cái gia đình nó an ổn tốt đẹp, phải không? Chứ giờ mình biết, nhưng mà nếu mình không có dung hòa đó thì nó không có được. Cho nên á, mình giữa đạo và đời ha, mình dung hòa để nó đem đến cái lợi ích tốt đẹp. Thì tới chừng nào mà cái lâu ngày chạy tháng rồi á, chừng mà bệnh tật á nó xảy ra đó, mình mới nói đó, thấy không, hồi đó đó là tôi khuyên ông đừng có ăn tối nhiều quá, nó không có tốt, nó làm cho cái ảnh hưởng đến cái tiêu hóa rồi tim mạch rồi đủ thứ chuyện ha. Đó, chứ tới chừng mà cái quả đến rồi mình mới nhẹ nhàng mình khuyên nhủ người ta, lúc đó người ta mới thức tỉnh. Còn bây giờ sao? Bây giờ cái phiền não đang khống chế, người ta muốn ăn, người ta đang thèm ăn, mà bây giờ mình cản mình không cho là không có được, đúng không? Kệ, bây giờ thì tại vì cái mình sống để mình an ổn trong gia đình,
Đó, cho nên á là giữa cái đạo và đời phải dung hòa để cho nó đem đến cái sự an ổn, thấy không? Chứ còn á, chúng ta không nên mà bây giờ mình hiểu biết rồi, bây giờ mình quyết liệt thì nó sẽ đem cái sự bất hòa. Bởi á, sư cũng nói về khuyên các cái vị Phật tử hoài à, bây giờ á, có nhiều khi mình có sự học hiểu, mình hiểu biết rồi, nhưng mà người chồng hay hoặc người vợ của mình á, họ chưa có tiếp xúc được với cái Phật pháp, họ chưa có hiểu biết à, thì bây giờ mình phải nhún nhường, mình dung hòa để nó đem đến cái sự an ổn. Chứ còn bây giờ ai cũng bảo thủ, ai cũng khư khư à, chấp thủ cái tri kiến, cái hiểu biết của mình à, rồi trong gia đình nó xảy ra những cái chuyện bất hòa, không? Rồi thỉnh chư tăng tụng kinh cầu an. Bây giờ chư tăng có muốn cầu an mà bây giờ hai người mà không chịu nhún nhường à, nhẫn nhịn dung hòa nhau làm sao mà nó an được, thấy không? Đó, cho nên á cái trí tuệ à, cái trí tuệ là ở chỗ đó, để mình khéo xử sự, mình khéo nói à, để đem đến cái sự an ổn tốt đẹp ở trong gia đình, thì à, cái điều đó là à, tốt đẹp. Rồi thành ra mình chờ cái dịp nào đó à, đúng à, mình sẽ à, khuyên nhủ, mình nói thì nó sẽ hợp lẽ hơn à, còn bây giờ thôi à, bổn phận của mình à, mình phải ráng mình làm à, nếu mà mình làm những cái điều nào để đem đến cái lợi ích tốt đẹp, đem đến cái an ổn à, trong gia đình, thì kệ à, mình ráng mình nhún nhường à, kham nhẫn mình làm để cho à, cái hạnh phúc an ổn trong gia đình nó an ổn, thì mọi việc nó sẽ tốt đẹp à, xin giải thích cái à, thắc mắc của cô Thập Nguồn Lào Cai. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, sa thú, con kính tri ân ngài đã chia sẻ thêm những điều để mà chúng con cần phải học hỏi ạ. Dạ, mời huynh hành pháp ạ. À, huynh hành pháp cầm mic nhá, đưa mic đến huynh nhá. Bạn nãy có nói gì đâu mà thấy nghe rõ không sao? Bây giờ em dâng mic đến huynh này. Alo ạ, mời huynh hành pháp cầm mic nhá. Dạ, kính bạch sư và chắc huynh hành pháp bên mạng chắc là bị lỗi hay sao đấy ạ. Dạ. Con xin kính mời bàn tay của đạo tràng, kính mời một vị khác ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham ma giá, Nam mô Sang kha giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ ngài Pháp Thanh, ngài Trí Đức, và kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp, và kính chào quý thiện nam tín nữ. Và alo 1234 à, hạnh pháp hỏi là
Mọi người có nghe rõ không? À, như vậy giờ là hạnh pháp có nghe, có nghe âm thanh của tự nhiên rõ không? À, hạnh pháp có nghe rõ, nghe rõ chưa? À, hạnh pháp có muốn đặt câu hỏi với ngài Pháp Thanh không? Bây giờ hạnh pháp có nghe âm thanh của tự nhiên rõ không? 1, 2, 3, 4. Dạ, hạnh pháp. Dạ, bây giờ để hôm nay là học bài hồi nãy Như Quang đưa lên, nãy con có coi sơ qua nhưng mà bây giờ bài học nó chạy qua rồi. Thì con nghe ngài giảng về giới. Thì giới của người Phật tử thì chỉ có 5 giới là giới phổ thông, và tu nữ thì 8 hoặc 10. Nhưng mà riêng tăng thì tới riêng tăng thì tới 227 giới. Thì con nghĩ thì nếu mà tăng như vậy là rất là khó. Chẳng hạn như thí dụ như bây giờ con thấy có những vị đã từ bỏ cái đời sống thế tục mà để đi xuất gia, nhưng mà giống như cái thói quen, cái thường cận ngày xưa, ngày trước á, chưa xuất gia, đó là cái vị này thường coi đáp banh, cá độ, cờ bạc. Như vậy thì khi xuất gia rồi á, thì cái người này vẫn còn có nghĩa là chơi, nhưng mà họ vẫn kính hơn ngày xưa. Giống như cái thời mà chưa xuất gia thì họ sẽ đi đến quán tiệm, nhưng mà khi xuất gia thì có thể thì họ chơi bằng cách, bây giờ thời đại bây giờ văn minh tân tiến cho nên họ chơi qua mạng internet. Như vậy thì nó ảnh hưởng và nó phạm luật như vậy có quan trọng hay không, bạch ngài? Và con kính dân mít đến ngài để ngài giảng cho chúng con được biết. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Mà Giả, Nam mô Sằng Ca Giả. Thì nói chung á là có những cái trường hợp mà theo cái xã hội thì nó phạm, theo cái trong cái đạo thì nó không phạm, nhưng mà thấy á, ở trong đạo phạm nhưng mà ở đời thì nó không có phạm đó. Thành ra tùy theo mỗi cái giới mà cái đối tượng ở cái hoàn cảnh nào thì phải giữ gìn theo cái đó. Thí dụ như bây giờ á, những cái người ở ngoài đời họ đi chài lưới, họ bắt cua bắt ốc, là đi câu tôm câu mực rồi chẳng hạn, thấy không? Thì những cái giới này á, đối với ngoài xã hội thì nó đâu có phạm, nhưng mà ở theo cái giới luật ở trong tôn giáo thì phạm cái giới là sát sanh, thấy không? Đó, thành ra đó tùy theo cái đối tượng. Thì cái người xuất gia thì mình phải gìn giữ cái giới của người xuất gia. À, cái người tại gia cư sĩ thì mình gìn giữ cái giới của người tại gia cư sĩ. À, thì tùy theo mỗi cái điều kiện, thấy không? Giữ giới đây á để gì? Để nhằm đem đến cái lợi ích cho bản thân mình. Tại sao
mà Đức Phật chế định những cái học giới, thì cái giới nó giống như cái hàng rào, nó giống hàng rào. Bây giờ người cha vì thương con, sợ con rơi vào những cái hố sâu vực thẳm nó nguy hiểm, cho nên là sao, là người cha mới làm cái hàng rào, dặn con mình là bây giờ mấy đứa con chơi ở trong cái hàng rào này thôi, đừng có vượt ra cái hàng rào này, vượt ra cái hàng rào thì nguy hiểm, mấy con sẽ rơi vô cái hố sâu vực thẳm mà có thể nguy hiểm đến tính mạng rồi kia nọ, thấy không? Đó, cho nên là Đức Phật vì cái an ổn tốt đẹp cho của chính mình, Đức Phật chế định những cái học giới này, thấy không? Mà bây giờ có đứa thì nghe lời, thì không có vượt qua cái hàng rào đó. Còn có những đứa ngỗ nghịch, không có tuân theo cái lời dạy của Đức Phật, không có tuân theo những cái học giới mà Đức Phật chế định, hay là những đứa con mà nó không có vâng lời người cha của mình, nó trèo qua cái hàng rào, thì khi mà trèo ra hàng rào thì phải rơi xuống những cái vực sâu, hố sâu vực thẳm, thấy không? Thì khi đó là mới chịu cái hậu quả khổ đau. Nó thành ra đó bây giờ cái người đó là họ sẽ biết họ có phạm hay không phạm nhỉ. Bây giờ những cái vấn đề này nó cũng nhạy cảm, bây giờ trên cương vị cô hỏi thì nhiều khi mình sự nói thì nó cũng đụng chạm. Thành ra đó cô là cũng cái người xuất gia, cô cũng hiểu biết rồi, nó phạm không phạm thì cô cũng biết rồi, cái cần gì mà cô phải hỏi sư, không? Đó, thành ra đó là cái vấn đề mà đó đó là mỗi người mình cố gắng ha. Bây giờ Đức Phật chế định những cái học giới là để gì? Để đem đến cái lợi ích tốt đẹp, để gìn giữ cái viền mối, để người xuất gia, người tại gia, có cái giới làm cái nền tảng để từng bước mới phát triển được định, mà có định thì mới có tuệ. Cho nên tự bản thân mỗi người phải nỗ lực, còn những cái cá nhân, những người nào mà không tuân thủ mà không gìn giữ thì họ đến phạm giới thì họ phải chịu những khổ đau thôi. Thì Hòa Thượng Pháp Lạc ngày dạy không, ông tu đắc, bà tu bà đắc, bất tu thì bất đắc, thấy không? Bây giờ bản thân mình giữ giới thì mình sẽ có cái phước, mình tu tập nó được tốt đẹp. Còn bây giờ những cái cá nhân, dù là cư sĩ hay là cái người xuất gia, mà giờ dễ vui, xem thường, không có tinh tấn, không có gìn giữ các cái học giới, thì những cái vị này sẽ đem đến cái khổ đau, thấy không? Thành ra đó, Đức Phật nói mình ráng mình thực hành, mình ráng mình gìn giữ, nỗ lực gìn giữ cái giới thì sẽ đem được cái điều tốt đẹp cho bản thân. Còn những cái cá nhân, những chúng sanh xung quanh mình, họ gìn giữ thì họ nhờ, họ không gìn giữ, họ phạm giới thì cái đó họ đi rơi vào khổ cảnh là họ chịu. Bây giờ mình đừng có nói tới nói lui rồi nó sanh ra quan trái rồi mà tấn công lắm, thấy không?
Đó, cho nên á là mình phải phản tỉnh, mình nhìn lại mình. Nếu mà mình thực hành tốt đẹp thì sẽ đem đến lợi ích cho bản thân. Còn những cái người xung quanh mình mà nếu họ tôn trọng, họ gìn giữ giới thì sẽ đem đến cái lợi ích cho họ. Còn họ dễ vui, họ xem thường ha, họ phạm giới thì họ sẽ chịu cái khổ đau. Và nếu mà bây giờ mình nhắc nhở họ mà mình thấy họ không có chấp nhận á, thì thôi mình tránh đi. Nói tới nói lui bây giờ nguy hiểm á, cô thấy ngoài đời giờ không? À, chỉ cần những cái nói qua nói lại chút xíu thôi là nó xảy ra nhiều cái hoàn trái nguy hiểm lắm ha. Thành ra thôi bây giờ á, mình ráng mình lo mình nỗ lực cho bản thân mình, những cái bạn đồng đạo ha, những cái người nào mình thấy có thể nhắc nhở được họ, nếu mà họ có ý thức tự giác gìn giữ tốt đẹp rồi, còn bây giờ họ đã dễ vui, họ xem thường nha, mà bây giờ lại nói là bắt đầu nó thêm quan trái thêm chứ không có lợi ích gì nữa hết đó. Thôi cho nên là bây giờ mình ráng mình tu. Còn cái chuyện mà của chúng sanh khác người ta dễ vui người ta phạm thì cái đó là người ta gánh cái hậu quả, mình đâu gánh thế đâu. Mình nói tới nói lui rồi nó mất công lắm ha. Chúc cô đại diện nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Tha Gia. À, dạ con kính tri ân ngài ạ. Có một câu hỏi của Minh Hoàng Hằng Hành Pháp ấy, thưa ngài, để con xin được đọc câu hỏi mong ngài chia sẻ cho anh ạ. Kiến thức là nguồn thức ăn bổ ích, vậy ăn quá nhiều kiến thức có bị bội thực không ạ? Dạ kính bạch ngài, xin ngài chia sẻ cho anh Hành Pháp ạ. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sằng Ca Gia. Thì cái gì nó cũng vậy, mà cái mà mình cố gắng quá mức nó cũng là cực đoan, mà mình buông lung mình dễ vui nó cũng là cực đoan, thấy không? Mặc dù cái học á, cái học là nó đem đến cái hiểu biết, cái tri kiến của mình, nhưng mà đó mình cũng phải biết cái phước trí của mình cỡ nào. Mình học những cái gì để mà mình áp dụng vào cái đời sống của mình nó thiết thực ha? Chứ không phải mình ôm đồm quá mức ha? Tại vì cái trí tuệ mình nó cũng đâu phải là nó bao la vô tận đâu, không? Cho nên á là trong cái mà sử dụng vật thực cũng vậy, mà trong cái học cũng vậy, mình đừng có chạy theo phong trào. Mình thấy người ta học bây giờ người ta chuộng học cái sinh ngữ nào đó, ta chuộng học về một cái ngành nghề nào đó, ha, mình cũng chạy theo, mà mình biết là cái khả năng mình á có điều kiện để học những cái ngành hay không, đó. Bây giờ mình sống mình phải biết cái khả năng của mình, những cái gì mình làm để đem đến cái lợi ích an ổn cho cái đời sống bản thân mình. Chứ đâu phải mình thấy người ta học rồi mình chạy ra mình học, mình không biết mình có sử dụng, mình có cần hay không ha? Thành ra đó, cái đó là cái lãng phí, lãng phí thời giờ, lãng phí thôi ha? Rồi bây giờ á, người ta nói là nhất nghệ tinh thì nhất thân dinh ha? Nếu mà mình chuyên sâu vô một cái nghề, mình thật rành rẽ ở trong cái nghề đó, mình điêu luyện,
trong cái kỹ thuật à, thì nó đẹp. Còn á bây giờ á tràn gian, ngày nào mình cũng biết, ngày nào mình cũng biết mà biết chút 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 thôi, thấy không? Nha. Thành ra người ta nói sao? À, bá nghệ, bá nghệ bá tri, vị chi bá lạp. Một ngày mà mình chuyên sâu á, à, tinh thông thì nó tốt hơn là coi như là mình biết nhiều ngày mà không có ngày nào mà chuyên sâu hết. Biết chút 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 chút, cái nào mình cũng biết á, nhưng mà biết không có rành thì nó đâu có tốt đẹp bằng một cái biết mà biết thật rành rẽ, thật chuyên sâu. Thành ra đó mình học cũng vậy, cái nào mình thấy xét thấy là bây giờ mình cần thiết, mình đều mình học cái đó cho nó thật thật rành rẽ, nó biết một cách cặn kẽ tường tận thì nó tốt hơn. Còn bây giờ cái nào mình cũng biết chút 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 mà không có cái nào chuyên sâu hết thì nó cũng không có lợi ích tốt đẹp. Thành ra cũng xin giải thích cái thắc mắc của hành pháp. Chúc rất nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bố Thầy giá. Dạ, sa thú, con kính tri ân ngài ạ. Dạ, con xin kính mời bàn tay của đạo tràng nhé. Dạ. Dạ, kính bạch ngài, cho con xin được đặt một câu hỏi đấy ạ. Bởi vì là trong thời gian chờ bàn tay của đạo tràng, cho con xin phép để đặt một câu hỏi ạ. Dạ, thưa ngài, như là những bữa ăn thịnh soạn như là của vị vua này thì như con được biết là có rất là nhiều chất dinh dưỡng. Để mà như nếu mà ăn thì nhiều á, thưa sư, thì nó sẽ bị thừa chất đó, dư chất quá. Thì nếu như mà dù là mình ăn một bữa, nhưng mà cái bữa ăn đó của mình, những cái thực phẩm của mình á, thưa sư, nó chất lượng á, thì có phải nó do mình thì như thế có được gọi là lợi dưỡng không, thưa sư? Có nghĩa là cái đồ ăn của mình nó chất lượng, nhưng mà mình chỉ ăn một ngày hai bữa, bữa sáng và bữa trưa, thưa sư, thì nhưng mà đồ ăn nó chất lượng thì như vậy thì cũng có thể được gọi là lợi dưỡng không, hay là mình chỉ ăn những cái thực phẩm vừa vừa thôi, thưa sư? Dạ, con xin kính dâng mic kính sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Thầy Giá, Nam mô Sanh Thầy Giá. À, cái chữ mà lợi dưỡng ở đây đó là mình quá chú trọng vào cái vấn đề mà ăn uống ha. Mình sợ ốm, mình sợ nó không khỏe, mình sợ thế này thế khác, rồi mình phải tìm kiếm những cái thức ăn mà bổ dưỡng rồi này kia nọ ha. Uống sâm rồi này kia nọ thì mới gọi là cái lợi dưỡng. Còn ví dụ như là bây giờ mình ăn để có sức khỏe, bình thường thì nó cũng không có gì, thấy không? Cái lợi dưỡng đây là mình quá chú trọng vào cái vấn đề mà cái thức ăn, hay là hoặc là mình quá chú trọng vào những cái thức ăn, thì hồi đó mình nói là những cái loại mà thức ăn thượng vị,
những cái gia đình mà giàu có đó, à, hoàng tộc, vua chúa rồi đó, thì sao? Người ta chú trọng vào cái ăn, à, để gì? Để chứng tỏ mình là cái người giai cấp cao quý, sang cả, ha? Đó. Có nhiều khi á, bài biện lên á, cả chục món ăn, nhưng mà ăn đâu có hết đâu. Mỗi món ăn mà người ta gấp chỉnh chút là đấy rồi, nhưng mà cái giai cấp của người ta là cái người bá hộ giàu có, ha, à, những cái gia đình trong hoàng tộc, vua chúa thì phải bày ra như vậy, ha, để chứng tỏ cái đẳng cấp của mình, ha, rồi những cái món ăn này là phải cầu kỳ, phải chế biến như thế này thế kia thế nọ, ha, đó. Nhưng mà họ ăn đâu có hết đâu, ha. Thành ra quý vị thấy trong đời sống họ có cái phước nhưng mà họ phung phí quá đi, ha. Bởi người ta nói sao, à, kẻ thì ăn không hết mà người thì lần không ra, à, trong khi á, những cái người mà họ có tiền của thì họ lãng phí cái vật thực, còn những người mà kém phước hơn thì họ đói lên đói xuống khổ cực. À, quý vị thấy rõ ràng hiện tại ngay cái xã hội hiện tại bây giờ cũng vậy, à, những cái nước mà những cái quốc độ mà giàu có thì thôi vật thực thôi bỏ lãng phí biết bao nhiêu, trong khi những cái xứ sở kém phước hơn, ha, thì người ta phải đi tìm cầu những cái vật đó ra biết, à, chân mực thì nó sẽ tốt đẹp, còn mình sử dụng cái gì mà nó quá mức tầm cầu hơn cái nhu cầu của mình thì nó là không tốt đẹp, à, thì cái mà coi như mà quá mức mà ấy thì nó cũng nguy hiểm, mà nếu mà lợi dưỡng quá nó cũng là cực đoan, mà nếu mà dè sẻn ép sát quá nó cũng là cực đoan. Cho nên là cái mình đi trên cái con đường trung đạo là mình sẽ thấy cái nhu cầu vừa phải thì nó đúng, mà nếu mà mình hạn chế tiết chế quá mức là cũng nguy hiểm, ha, mà mình thỏa mãn, à, dư thừa quá thì cũng không có đúng, à, cho nên là, à, nếu mà mình sống với trí tuệ thì mình sẽ thấy, à, bây giờ nhu cầu của cơ thể sử dụng mà cái chừng mực nào là nó vừa đủ, à, thì mình áp dụng để nó đem đến cái sự an ổn tốt đẹp, à, không quá tiết chế mà cũng không quá, à, nhiều quá cũng thì ra cái gì nó cũng bất cập, ha, đó, thành ra mình biết cái mức độ nào là nó vừa phải tốt đẹp thì mình sử dụng để đem đến cái lợi ích trong cái đời sống. À, xin giải thích cái thắc mắc cô Pháp Nguồn Lào Cai. À, chúc con nhiều sức khỏe an vui, nhớ mũ thầy ạ. Dạ, sa thứ con kính tri ân ngài ạ. Dạ, thưa ngài, trong có bốn loại vật thực, thưa ngài, thì có đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. À, thưa ngài, thì loài vật thực nào thì bạch ngài, xin ngài chia sẻ thêm cho con được hiểu biết về cái phần này ạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Thì tùy theo
mỗi cái giai đoạn của cái đời sống. À, thí dụ như khi mà một cái vị hành giả tu tập đó, à, mà nếu mà trong cái giai đoạn mà thực hành nó đạt được cái trạng thái hỷ lạc đó, đạt được cái trạng thái hỷ lạc đó, thì nó cái chính nhờ cái hỷ lạc nó đem đến một cái no vui, à, nó no vui, và lúc đó là cái nhu cầu về cái sử dụng cái vật thực thì nó không cần, à, đó. Nhưng mà nếu mà bình thường á thì phải có cái vật thực để mà mình mới nuôi sống được, không? Thành ra đó mỗi tùy theo từng lúc, chứ không có nói là ấy, cái bình thường á, cái đời sống bình nhật á, thì cái vật thực mà chúng ta sử dụng hàng ngày nó là quan trọng. À, nhưng mà với cái vị hành giả, à, cái vị hành giả thì có những lúc á là những cái trạng thái hỷ lạc, à, cái phát sanh á, à, thì nó đem đến cái sự an lạc. Thì lúc đó là cái nhu cầu về cái vật thực bình thường thì nó không cần. Thành ra không có nói được là, nhưng mà cái đời sống bình nhật hàng ngày thì chúng ta sử dụng cái vật thực, à, thức ăn thức uống để gì, để nó trao đổi chất, nó duy trì được cái sức khỏe, cái đời sống của mình, thấy không? Đó. Còn nếu mà những cái vị mà người ta tu tập thiền định á, à, người ta có thể những cái trong các cái pháp nó sinh khởi, à, để mà có thể duy trì được cái đời sống, à, thì lúc đó là người ta không cần vật thực, những cái vật thực trong đời sống bình thường, thì tùy theo, à, thành ra đó trong mỗi một cái giai đoạn mà nó có một cái vật thực thiết yếu khác nhau. À, ví dụ như các cái vị mà đạt đến cái trạng thái cao tột mà gọi là diệt thọ tưởng định á, thì như vậy á là lúc đó cái nhu cầu để mà duy trì cái thân ngũ quẩn này nó rất là thấp. À, họ chỉ còn giống như là chỉ còn thở thôi, trong vòng 7 ngày đó thì không có cần sử dụng cái thức ăn thức uống bình thường, à, thì bởi vì người ta đã an tịnh trong cái tầng thiền đó rồi, à, à, thành ra đó là lúc đó là người ta cái nhu cầu về cái vật thực thô mà không còn. À, thành ra đó, nó tùy theo cái giai đoạn, tùy theo mỗi cái sự thực hành mà sử dụng cái vật thực nó phù hợp. À, nhưng mà nếu trong cái đời sống bình nhật, thì cái thức ăn thức uống bình thường này nó là quan trọng. À, còn nếu trong pháp hành thì nó có những cái vật thực phù hợp với cái giai đoạn của cái vị hành giả đó. À, xin giải thích cái thắc mắc của pháp môn Lão Ca. À, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui, nam mô thầy. Dạ, sa thú, con kính tri ân ngài ạ. Dạ, có nghĩa là những cái này thì nó sẽ phù hợp với từng đối tượng, từng người, từng thời gian và từng địa điểm để mà mình thích hợp với những cái vật thực này ạ. Dạ, vâng, con kính tri ân ngài ạ. Con bây giờ còn có 14 phút nữa, con xin kính mời bàn tay của đạo tràng ạ. Dạ, con xin phép dâng mic lên đạo tràng ạ.
Dạ, bạch ngài, trong thời gian chờ đợi thì vẫn chưa có câu hỏi nào. Thì cái bài cái về phần phần ăn uống tiết độ này thì con thấy cũng tương tự như là cái phần của cái bài mà lợi ích không ăn đêm á, thưa thưa ngài. Thì con xin ngài chia sẻ thêm cho con là nếu như mà mình tiết độ ăn uống như vậy và mình nhất là ban đêm á, mình không ăn á, thì nó sẽ cho mình những cái lợi ích gì nhất ạ, rốt ráo nhất để mà mình trong về vấn đề về tu tập ấy, thưa sư. Con cũng không nói về cái vấn đề là sức khỏe nhiều lắm, mà vấn đề về tu tập, nếu như mà mình buổi tối mình không ăn á, thưa sư, thì sẽ có lợi như thế nào, lợi ích như thế nào ạ? Dạ, con kính xin ngài chia sẻ thêm cho con về vấn đề này ạ. Dạ, con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sa Giá. Thì đối với những cái người mà bình thường á, những người phàm nhân mà họ không có học hiểu, thì họ sống theo cái thói quen của cái đời sống, tức là cái gì nó cũng, ta nói là ăn cắp quen tay mà ngủ ngày quen mắt, đúng không? Tại vì á, cái người này á, họ quen như vậy rồi, nó trở thành một cái thường cận, cái quen rồi, bây giờ sửa đổi nó không chịu, à, cho nên là cứ tới giờ đó là phải ăn, tới giờ đó phải ăn, giờ cái nhu cầu của cơ thể nó không có cần nhưng mà cũng nhét vô. Cũng nhát vô, tới giờ là phải ăn à, không có ổng ăn là không có chịu à, thành ra là nó nguy hiểm, thấy không? Nhưng mà thí dụ như có một ngày nào đó mà tới giờ đó mà mình không ăn mà mình chỉ uống sữa là uống gì đó, mà nếu mà cái người mình ta có tu tập á, ta quan sát ta sẽ thấy bữa nay thay vì mà tối mình ăn mà tối mình không ăn, mình uống ly sữa, mình thấy cái thân nó nhẹ nhàng hơn, à, này kia nọ. Còn khi mà mình ăn xong rồi mình đi ngủ rồi nha, thì bắt đầu dậy mình thấy cái thân nó nặng nề, nó uể oải sao đó, à, đó. Còn mà với cái người mà phàm nhân thì họ sống theo cái thói quen, cái bản năng rồi đó, thì rất là khó. À. Còn Quang Thanh hỏi là ăn uống tiết thế nào, ăn trong chánh niệm và trí tuệ, thì như nãy có nói là nếu mà mình ăn mà mình có cái sự quan sát từng trong cái chuyển động, à, khi mình đưa tay ra. À, thí dụ mình lên bàn ăn, mình thấy vật thực bày ra trên bàn, à, mình niệm thấy ha. Rồi bây giờ mình nắm cái muỗng, cái gì đó, ha, mình biết đụng ha. Rồi khi mà mình xúc vật thực vô muỗng, mình đưa lên bỏ vô chén hay gì đó, mỗi cái chuyển động gì đó mình ghi nhận hết tất cả, ha. Rồi khi mình đưa cái vật thực vô trong miệng mình biết đụng rồi nó mặn nó ngọt như thế nào mình ghi nhận như thế đó, ha. Rồi mình nhai mình biết mình đang nhai ha. Rồi mình nuốt, biết nuốt ha. Thì từng cái những cái gì nó đang diễn biến, nó đang xảy diễn như thế đó,
Thì như vậy đó, mình có cái sự áp dụng cái pháp hành à, hay là thực tập mà quán niệm trong khi mình ăn à, mình biết rõ từng chút vậy đó. Rồi mình biết các cái trạng thái của cái tâm mình à, lúc đó nó như thế nào à, khi mà nó nhìn thấy những cái thức ăn này nó có thích thú hay không à, nó có dính mắt không à, thí dụ như nhiều khi á, lên bàn ăn mà nó những cái bữa mà nó gặp những cái gì gọi là những cái thức ăn mà nó hợp khẩu vị á, là sao lúc đó cái tâm tham nó khởi lên, chà bữa nay gặp mấy món ăn này đã quá, bữa nay ăn bữa cho nó đã, đó là tham. Còn mà lên bàn ăn mà nó thấy mấy cái món ăn này hỏng hạt, trời đất ơi bữa nay nấu cái gì đâu á, mấy món này sao mà ăn đó. À, thì như vậy là cái tâm sân à, bực bội à, với các cái đối tượng vật thực đang bày biện ha. Thì khi mà mình ăn á, mình vừa ghi nhận quan sát rõ ràng tất cả những cái diễn biến, những cái chuyển động à, nó đang diễn ra, quan sát những cái trạng thái tâm của mình à, trong lúc ăn. Thì như vậy á, mình ăn với cái chánh niệm trí tuệ, thì vậy là ăn trong tuệ à, thì đó, đó thì mình áp dụng vào trong cái đời sống à, còn nếu mà mình ăn à, mình biết những cái vật thực này để nuôi mạng à, mình ăn để có sức khỏe, để tu tập à, mình ăn những cái vật thực phù hợp mà vừa đủ, mà những cái vật thực này nó cũng không có cái gì là tốt đẹp à, nó cũng đưa đến những cái à, nếu mà mình ấy ra thì những cái vật thực này nó cũng đáng nhòm gớm lắm. Thì mình ăn cái đó là ăn trong giới ha. Thì có hai cái à, hoặc là mình ăn trong giới để mà mình không có dính mắc à, không có bám níu vào cái vật thực. Còn nếu mình ăn, mình áp dụng cái pháp hành à, quan sát, ghi nhận rõ ràng à, các cái chuyển động hay là hoặc là mình quan sát cái trạng thái tâm của mình à, trong lúc mình ăn, thì như vậy mình ăn với trí tuệ à, xin giải thích cái thắc mắc của cô Pháp Nguồn Lào Cai và Quang Thanh, và chúc quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Dạ bây giờ thì chắc cũng sắp hết giờ, mời Pháp Nguồn Lào Cai sám hối rồi sư xin thay mặt chư tăng phúc chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Giới phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang chúc tất cả quý tu nữ quý phật tử nhiều sức khỏe an vui cầu mong chư thiên cũng như gia của quý vị hoan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh sớm thoát khỏi khổ đau, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Xin mời cô Pháp Nguồn Lào Cai. Nam mô Bụt Tát. Dạ sa thú. Con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi thuyết giảng buổi pháp ngày hôm nay để đạo tràng chúng con có được nhiều sự lợi ích, sự an vui dài lâu ạ. Dạ một lần nữa chúng con xin kính tri ân toàn thể chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ đã hiện diện trong Zoom. Con kính cảm ơn đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh nghe pháp. Sau đây con Pháp Nguồn Lào Cai xin phép thay mặt đạo tràng tụng sám hối tâm bảo và kính thỉnh ngài tụng kinh chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Dạ con xin phép được tụng sám hối tâm bảo. Uttamange na vandeham parabhaṃ sum varuttamaṃ buddhe yogalito doso buddho khammatuttang mamaṃ. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con.
Uttamang ghe na văn đề hằng thăm mạnh cha đô viết thăng qua rằng thăm mê yô khá lý tô đô sô thăm mô khá ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na văn đề hằng sang khanh cha đô vi thốt ta măng sang khê yô khá lý tô đô sô sô khá ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy. Con dạ con kính dâng mếch đến thượng tọa pháp thanh để ngài tụng kinh chúc phúc cho đạo tràng chúng con tròn đầy phước báo ngày hôm nay. Con kính dâng mếch đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Xin thay mặt kiên tăng phút chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Bhagavato sabbamangalang rakkhantu sabba devata sabba bhuta anuvavena sada soti bhavantu te. Bhagavato sabbamangalang rakkhantu sabba devata sabba dhamma anuvavena sada soti bhavantu te. Bhagavato sabbamangalang rakkhantu sabba devata sabba sangha anuvavena sada soti bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thú, sa thú. Chúng con xin kính tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã thuyết giảng bài chính kinh ngày hôm nay và tụng kinh chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Con kính xin ngài nghỉ ngơi ạ. Con kính chúc ngài pháp thể luôn an khang, thân tâm luôn an lạc, đạo quả sớm viên thành. Dạ, tiếp theo sau đây con xin tụng kinh hồi hướng để mà kết thúc buổi học ngày hôm nay ạ. Dạ. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thường ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đem thân bằng quyến đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin chia phước đến thân bằng quyến thuộc con đang hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, là môi duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô A Di Đà. Dạ, buổi học pháp hôm nay đến đây xin được kết thúc. Trong buổi sinh hoạt ngày hôm nay, con có điều gì sơ sót kính mong quý sư cùng toàn thể đạo tràng hoan hỷ bỏ qua cho con ạ. Thân mời quý đạo hữu trở lại sinh hoạt cùng Dung Phật Giáo Nam Truyền hàng ngày vào hồi 4 giờ 30 đến 6 giờ 30 sáng giờ Việt Nam. Sau đây con xin gửi mic lại đến ngài Trí Đức để ngài đóng Dung kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay ạ. Dạ, sa thú, con kính dâng mic đến ngài.